mọi người, vậy là nhà em đã có đủ nếp, đủ tẻ, đủ trai, đủ gái nha mọi người nha. Đây là con trai của em, còn đây là con gái của em nha mọi người. À, dễ thương chưa, dễ thương chưa? Rồi bây giờ mình đập hộp đi, mình đập ra mày lấy tai thỏ đồ đeo vô cho con đi anh. Trời ơi, bình thường tao mua tao đập nguyên cái thùng luôn, giờ tôi hả, tôi mua giống như giật vàng vậy, mua lại của người ta. Không phải mua lại mà làm sao anh? Không mua được từ hãng nó gửi về. Oh, wow, một cái hộp của nó rất là đã nha mọi người. Hello mọi người, hôm nay chú Nì và mợ Liễu sẽ đi làm một cái việc rất là trọng đại. đi đập thùng. Hello anh. Anh anh tên gì ạ? Mình tên Tân. Tên Tân hả? Em tên Nì. Anh em với Như. Nghe đồn là Như mới mua chiếc xe đúng không? Đúng rồi, mới nhận cọc hôm qua. Em được biết á là chiếc này là chiếc 946 phiên bản của Dior. Em thấy bữa giờ nó rần rần luôn á. Đúng rồi. Bây giờ đang làm mưa làm gió. Làm mưa làm gió hay bữa giờ chờ năm mua quá trời luôn. Anh cho em hỏi ấy, chiếc này là ở Sài Gòn mình chiếc này chiếc thứ mấy vậy? Nếu mà tới thời điểm hiện tại chiếc này là chiếc số 5. Wow, chiếc số 5 luôn. Rồi, cái này là chuẩn bị là ship về mình ấy lộc về ở gì? Bali á, biết Bali không? Bali ở đâu? Bali là Bạc Liêu á. Bali là Bạc Liêu á. Bây giờ mình có thể gỡ ra được không anh? Em đập thùng ra đi. Xe này thì nó gỡ thùng ra rồi, giờ thì mình chỉ dán này lên thôi. Cho em lấy vía nha, lấy vía cho hai tụi em lấy vía. Xe này đúng nghĩa có tiền ngốn được nha anh em. Đúng rồi, em có tiền ngốn được chắc chắn luôn. Em thấy bữa giờ là người ta đang ở Sài Gòn mình á là rất là nhiều người săn cái chiếc xe này. Đúng. Em rồi. Thấy ở trên Facebook nè, TikTok nè, mọi người săn cái xe này nhiều dữ lắm mà bao nhiêu cũng mua nha. Bao nhiêu cũng mua luôn đó. Anh như là 946 là như là có 946 chiếc thôi. Đúng rồi, trên thế giới. Là sao? Là sao? 946 là chỉ có 946 chiếc thôi. Ồ, ghê vậy. Em nghĩ thấy thế giới bao nhiêu người. Em cũng tìm hiểu là như là ở Việt Nam chỉ có 33 chiếc thôi. 33 chiếc được nhập về nhưng mà số lượng cực kỳ nhỏ giọt. Số lượng nhỏ giọt chứ không phải là nhập đại trà như xe thị trường. Mà một lô của nó có mấy chiếc à? Mà không biết là khi nào mới nhập thêm giống nữa. Giống hàng hiếm quá. Ủa anh ơi, chiếc này là ở Việt Nam mình được nhập bao nhiêu chiếc? 33 chiếc. 33 chiếc là trên báo nói thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ thấy có nhiều người là anh em thấy rồi đó. Rồi cái chiếc này là trên thế giới có bao nhiêu chiếc? 946 chiếc. 946 chiếc phiên bản này luôn. Phiên bản này đúng rồi. Chiếc này nó có nhiều màu không anh? Phiên bản Dior này thì nó chỉ có một màu này thôi. Nếu mà không phải những phiên bản Dior thì là có nhiều màu đúng không? Theo em được biết là có màu đỏ, màu trắng nữa nè. Đúng không? Thôi bây giờ cho em đập hộp lý dưới đó nha. Rồi. Khui đi, Liễu ơi. Khoan đi. Nhớ nha mấy bồ nhớ quay cho cái đập TikTok để vui vẻ nha quý bồ. Trời ơi. Anh ơi nhẹ nhẹ, anh ơi lỡ không có gì mình không có tiền mình mở ra hết luôn, không sao đâu. Mấy cái này là có bảo vệ là hết rồi, về cho chị Như xé thôi. Này giống như xé siêu ra vậy đó. Có bán tải, có sẵn, đợi sẵn thì anh em không chỉ mở gì thôi, chứ mấy cái siêu này mình thì về cho bạn ấy à. Để em chụp vài tấm hình em vui vẻ với chiếc xe miếng ơi. Cái phần bên đây là kêu Như hay là ai về. Cái này người ta nhà sản xuất chưa để khắc tên lên nè. Dán đề can lên thôi. Mình khắc tên mình lên luôn. Đúng rồi, mình dán đề can thôi. Là cái đường đen này đúng bên không? Bên kia sẽ là chữ Dio, còn bên đây là nguyên đó anh em coi nó hai bên đối xứng. Đó là cái đó thương hiệu thời trang. Tristan Dior Paris. Chiếc này cho cô Như đi chợ mà để quay TikTok chắc được lắm á. Cái này mua về đi chợ á. Cái này mua về đi chợ, mặc bộ đồ bộ chạy vòng chơi vậy thôi à, mua đi chợ. Này là Tristan Dior. Tại vì nó những cái đường cấp của thương hiệu Dior bao tay. Em có nghiên cứu về nó nhiều lắm. Em là người có vía nha. Hôm bữa là em là người đi lấy chiếc dán chiếc Lambo của Như. Đó, rồi bây giờ em là người đi đập thùng chiếc Dior nữa. Không biết chừng nào tới phiên mình thôi. Quá dữ. Đẹp ha. Cái những cái đường đường này nó là siêu đẹp luôn. Thật sự là chiếc này rất là đẹp luôn á mọi người.
từng chi tiết luôn. Đúng là tiền nào của đó ha. À, cái này em nghe nói là nó cũng hơi bụng bụng nhẹ đúng không anh? Đúng rồi. Cũng hơi nặng túi xíu nha. Nếu mà hôm nay như chốt hôm qua giá đó, chứ hôm nay ví dụ đi, hôm nay là 1 tỷ 8 không có xe. Hôm qua sau cuộc điện thoại là có một người muốn ngỏ lời lại, cũng muốn kêu chia lại, nhưng mà không có được. Đây đã nhận cọc rồi. 1 tỷ 8 là bằng một chiếc mẹt luôn á. À, mình so vậy không được. À, xe mẹt thì mình có tiền đi ra hãng mình mua được, nhưng mà xe này có tiền mua không được. Đúng không? Mà thật sự là cái chiếc xe này á, bữa giờ em thấy nó nhiều, rất là nhiều người xăng. Có người xăng giá rất cao, có người phải đặt cả mấy năm mới có. Đúng rồi, thì đa số là phải đặt, nhưng mà phải có mối quan hệ, nó nhiều vấn đề lắm. Không phải là mình cứ cầm tiền mình đi ra hãng mình mua mình lấy về. Đúng rồi, tại vì nó là sự khan hiếm mà. Mày bởi vậy tao nói là xe này mình không chạy, mình đậu chỗ cũng đẹp lắm. Mình đậu trong nhà mình đậu. Vậy là bây giờ em chỉ kinh về nhà ra ngắm nó hoài luôn. Ngắm thì, hoài luôn. Thì thích chạy thì đổ xăng vô chạy thôi. Anh Thiện là gì mà? Anh Thiện chỉ để ngắm thôi chứ. Nghĩa là anh Thiện á, là anh Thiện có hai chiếc mô tô. À. Một chiếc những cái chiếc xe rất là độc và lạ, mua về để ngắm thôi. Có chiếc cúp là mình đã từng chạy rồi, chỉ ngắm thôi. Nếu mà mua về để ngắm. Nếu mà ngắm thì mua chiếc này là tuyệt vời. Nó đẹp tới từng chi tiết luôn á. Chi tiết luôn. Ê, ở đây nó là cái mọi người để ý đúng nè. Rồi, đúng rồi. Ở đây nó là một cái đồ Dior nè. Theo em được biết á là cái này nó còn một cái thùng cái đó cái nón bảo hiểm, cái đó option, túi xách option thêm mình phải order riêng. À. Cái đó option riêng giống như đồ chơi mà, của mà cái đó order dễ. Thì cái đó mà không có cái đó order của Dior, tại vì theo mình được biết á cái này á nó là Vespa ký độc quyền với là Dior. Đúng rồi. Nên bởi vậy mới được sử dụng logo của Dior. Đó. Theo mình biết được là như vậy. Cái này là về với Bạc Liêu cắt đề can chữ đúng rồi. Dior. Mình tự thiết kế theo ý mình luôn. Đó là cái khúc đó nhà sản xuất người ta chừa ra để cho mình. Cái này là dán hả anh hả? Cái này là cái đó là nó sơn tem lên luôn. Sơn tem luôn đúng không? Không có dán. Luôn như háo hức đó, chốt liền. Mua chiếc xe mà dễ đạch luôn đó. Nhưng mà ví dụ mà không thời điểm này mà không mua được chiếc này, nếu mà đợi càng đợi đến nó rớt không bao giờ có chuyện nó rớt giá. Thì đúng rồi, nó là khan hiếm mà làm sao rớt được. Chỉ có từ giá này lên đó thôi. Đó. Quá đẹp. Thôi nói chung là bây giờ mình sẽ đưa xe em này lên xe cứu hộ đi về đúng không? Đúng rồi, lên bán tải. Lên bán tải đi về. Vậy mọi người ơi, chỉ còn chừng khoảng vài tiếng nữa thôi, chiếc Vespa 946 phiên bản Dior này sẽ có mặt tại Bạc Liêu. Mọi người hãy xem sự chấn động trên kênh YouTube của Nguyễn Quỳnh Như nhé. Bye bye. Chốt luôn lúc đó.
đầu là nói 1.2 tỷ là không có chiếc xe nào luôn. Xong cái cuối cùng dần qua sáng lại sao, bữa nay mua được chiếc này 1.5 tỷ. Hãng ra luôn á là nó chỉ có 700 triệu thôi. Nếu mà về Việt Nam luôn thế là nó chỉ có 750 triệu thôi. Nhưng mà vì nó quá hot và Việt Nam chỉ có 33 chiếc cho nên là em phải mua nó với mức giá là 1.5 tỷ. Qua chồng em nói 1.6 tỷ là lộn rồi, 1.5 tỷ cho mọi người. Xe nó đang tới đi nha mọi người. Kêu Thanh nghe giùm em anh. Thanh á, cái Thanh đó. Thì câu chuyện nó cũng trái ngang vậy đó. Nói chung là mình nhìn mẫu mình cũng thích, mình thấy nó quá nữ tính, mình thấy nó quá xinh đẹp cho nên là mình cũng thích, cho nên là mình muốn mua cho bằng được. Cái nết của mình cũng là kiểu muốn mua cho bằng được đó mọi người. Giờ nó đang về tới đó mọi người, em lo quá. Sao hết chưa, khoảnh khắc chờ đợi hồi hộp chờ lấy cây son kìa. Chiếc này cũng tiện quá ha, nhưng không bằng lấy cái cục về, nó cục về yên tâm. Bữa nay chỉ là xuống này quay trời chết. Cái con ô về này là chồng, còn cái con mà thì ô này là vợ bé, là phiên bản limited. Biết chữ limited không hả? Còn chiếc bên rất đó mua nguyên chiếc của ta à, cũng đúng, mắc là chữ limited hả? Đúng, giống như kiểu mình mua những cái đồ mà người ta muốn mua mà cũng không mua được, đó là cái mình phải dành dụm, hiểu chưa? Bữa nay em chuẩn bị nguyên một trang phục để đón luôn nè. Mũ Dior nè, hàng phay nè, 25.000. Bộ đồ bộ Dior mới tạp vô, hàng Dior nữa nè. Hàng phách không à nha mọi người. Rồi làm gì ngồi bứt bánh xe ăn bộ tôi. Làm gì tức? Hả? Làm gì tức? Làm gì tức? Nói gì thôi, có gì đâu tức. Sao bữa bộ mua chiếc màu đỏ được, giờ tôi mua chiếc màu trắng bộ cự. Ok. Thì mua để qua cự đấy, đóng cự tiếng luôn á trời. Mua phải vui vẻ chứ, nhận xe phải vui vẻ chứ trời. Không phải nha, tưởng chiếc xe Dior chạy ngang phải chiếc lắp cắt đá. Giờ là nhà tôi có một cặp rồi đó, đủ bộ rồi đó. Này, con tôi chuẩn bị về thêm đứa con gái, nhà tôi là đầy đủ có nếp có tẻ rồi. Đứa trai đứa gái đúng không? Cái này con mà. Mày làm gì xì bánh xe đây vậy ông nội? Con nghe xì bỏ. Kìa, có kìa xì bánh xe đây kìa. Con ngồi này làm gì? Em nói con em. Con ai? Con Chung. Trời đáng chơi xì bánh xe quá đáng thật sự. A few moments later. Đã chuyển 3 lần tiền cho anh Nguyễn Văn Tân. Đây, cho anh này. Đủ tiền nha anh. Đây. Đó, xe này là giao cho mình nè, là mình vừa mới chuyển tiền xong. Rồi. Ok. Hello mọi người, vậy là nhà em đã có đủ nếp, đủ tẻ, đủ trai, đủ gái nha mọi người nha. Đây là con trai của em, còn đây là con gái của em nha mọi người à, dễ thương chưa, dễ thương chưa. Rồi bây giờ mình đập hộp đây, mình đập ra, mình lấy tai thỏ đồ đeo vô cho con đi anh. Đó, bây giờ mình mở hộp ra. Ơi, coi chừng nha. Trời ơi, bình thường ta mua ta đập nguyên cái thùng luôn. Giờ tôi hả, tôi mua giống như giật vàng vậy, mua lại của người ta. Không phải mua lại mà làm sao anh? Không mua được từ hãng, nó gửi về. Oh, wow, một cái hộp của nó rất là đã nha mọi người. Cảm ơn. Ê, coi chừng, ê, còn bên nữa sao?
rồi mình nhẹ nhàng mình khiêng cái thùng ra. Ủa da, cái đinh đâm. Dạ, 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 đi trước đây nè, trước đây nè. Trước đây. Coi mê nó có gì nó chứa dạ. Mấy cây vàng ở đây ta. Mà nó tới 1 tỷ rưỡi, không, nó có 700 triệu à. Mà tại mình mua nó limited quá cho nên nó gấp đôi nha mọi người. Đây còn dính ở kia đâu mà bỏ đâu chứ. Đây nè, đây nè, đây nè. Chừng hồi nó gớt xe chạy ra cán bể bánh. Biết rồi. Rồi, nè, ra xa xa ra coi xa xa ra. Xa 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 xa. Đập hộp, đập hộp, đập hộp. Rồi. 1 2 mình 2 3. Oh, đây rồi cho mọi người coi nha. Đây. Có gì trong cái hộp này? Trong hộp này để coi. Vespa 946 Dior. À, đây. Đây hộp ấy. À. Trong cái hộp của Dior này thì nó sẽ có là hai con ốc và ba lứa. Cái đó cái gì vậy? Không biết nữa. Cái này gì vậy? Cái mặt nạ nè, cái này gì nè? Gắn đâu ta? À, gắn ốc dưới cái viên nãy mới hỏi thằng đó đó. À, ý, dưới này nó có một cái hộp nữa. À, nó có một cuốn sách. Cuốn sách. Cái gì đây? Album. À, album của chiếc xe này nè mọi người. Nó sẽ cho mình coi hình chiếc xe nè. À, để em đọc coi. The Epitome of Next Generation Vespa. The Vespa 906 E Routed. Thôi tôi không biết rồi. Tiếng Anh là ngu. Ồ, nè nó chụp hình cho mình coi là mẫu xe của hãng khi mà làm ra nè, sẽ có một album mẫu xe của hãng nè, tương tự là như vậy. Đó, từng đường nét nè mọi người thấy không? The Dior Rim. Mét. Không lẽ sắp ra chiếc rim. Chiếc rim là chiếc gì? Chiếc rim á. Khùng quá. Ở dưới này gì được rồi. Ồ nè, nó chụp nè. Trời thời trang ghê luôn mọi người. Xỉu xỉu. Hướng dẫn sử dụng xe. Này là cái cuốn sổ bảo hành nè. Sổ bảo hành hả? Ừ. Đây. Đó, đập hộp là phải đập như thế chứ. Ôi giời ơi. Bảo hành nè. 20.000 cái đó. Bảo hành. Nè, nó có cả mũ bảo hiểm nè. Em sẽ cố gắng đặt về mọi người ơi. À, đâu? Cái bảo hành đâu? Đây là cái bảo hành của bên Dior nè. Bảo hành 24 tháng hoặc 20.000 km là mình đem lên hãng mình bảo hành giống như xe hơi vậy đó ha anh. À, đây là sổ bảo hành của xe nha. Tiếp theo. Đây. Nó có hai chìa khóa. Nó có hai chìa khóa để dành xe cua. Đây, 946. Rồi. Xe này thì em đã xài 946 rồi cho nên em biết cái chìa khóa của nó rất là dễ thương nè. Đó. Cái này là gì anh? Bát biển số. Bát biển số nè, sẽ bắt biển số là 33333. Mong vậy. Cái này là cái gì? Không biết luôn, cái đó trong biển nó gắn đâu. Đi tìm hiểu tới. Mất một cái là mệt mỏi đó. Để coi coi. Đây. Cặp mắt kiến. À, cặp kiến nè. Cặp kiến này nếu như mà định giá thị trường nó bao nhiêu anh? Giá trị lắm á. Giá thị trường giờ nói chung là nó vô giá tại vì cái này nó là limited rồi. Muốn mua hãng cũng khó nữa. Mắt cặp kiến này giống như là mắt cặp kiến của con này vậy đó. Mua lại cực kỳ khó luôn. Tức là mất cặp kiến xe này như mất cặp kiến mà của chiếc Lambo. Xe này nó là bản giới hạn chiếc của mình là chiếc thứ 5 á. Cho anh bán cho mình nói cái này chiếc thứ 5 á. Của Việt Nam. Cái chuyện cà rã bông tai nước ngoài mua mô tô, mua hộ hết, mua TV siêu mỏng. Mua không he? Mua không he? He, he, mua kiến không? Ông quay lại kìa. Mua kiến không? Ê, kiến này bây giờ giá thị trường mà ê, không biết chạy rồi. Không có này nó bị bụi chứ. Bụi. Đây, kiến. Và anh bán xe nói với mình á là chiếc của mình là chiếc thứ 5 của Việt Nam. Là người Việt Nam, người thứ 5 sở hữu chiếc Vespa Dior phiên bản mà chiếc gì? Người Việt Nam thứ 5 sở hữu chiếc Vespa 946 phiên bản Dior. À. Nó có cái túi gì nè, lại chụm yên nè. À. Chụm yên hay chụm đầu? Cái này là đựng cái gì ta? Đựng tiền quá. Đựng vàng. Mua vàng á. Nó cho mình nó như mua vàng. Đi mua vàng. Cái này là chụm cái ba lô á. Sao nó không tặng thêm mình dù hay là cái gì giống mấy cái hãng kia vậy trời? Ừ, cái này cầm dù chạy cho té cho chết. Không phải, người ta mua xe hay tặng á quên. Ê, nó có cái gì nữa nè nghe. À, cái đó để nó gắn bắt kiếm nè. Gắn liền đi. Hả? Gắn liền đi.
chưa có đồ nghề cho gắn, nó đâu có cho mình cái lục giác để gắn đâu. Thùng nó không có lục giác hả? Không. Đây, cặp mắt kiến giá trị của Dior. Chị coi. Nhiều người hồi xưa chạy với Vespa nó chạy ha, cái cặp mắt kiến như hai cái lỗ tay thở. Nè, lỗ tay thở nè, chạy đi. Giờ không có nó mới là mệt mỏi đó, đừng khi dễ lỗ tay thở. Hồi xưa tôi cũng không có thích nữa. Chạy xe mà gắn hai kiến như hai lỗ tay thở. Đó nè. Này lỗ tay gì? Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, ok. Thật là giống như kiểu là rất là hạnh phúc và vinh dự khi là người Việt Nam thứ năm sở hữu em Vespa phiên bản này. Và mình cảm ơn mọi người và cảm ơn tất cả các bạn trên TikTok, trên YouTube. Và đặc biệt cảm ơn rất rất nhiều những anh em trên TikTok đã giúp cho vợ chồng mình sở hữu được con xe này. Và thật sự đối với mình thì mình mua được những thứ mà đam mê á, nó rất là thích mọi người. Tại vì là mình con gái nhưng mà mình rất là đam mê xe mọi người ơi. Cho nên là nhà mình giống như bán xe đó, chồng mình xây nguyên kho xe đó sao, là mình muốn sưu tập. Đó là đam mê của mình với lại cả ông xã luôn. Và cảm ơn mọi người đã đón xem tập này trên kênh YouTube của Nguyễn Huỳnh Như. Nhớ cho xin một nút like, một nút subscribe cho mọi người. Cảm ơn mọi người, bye bye. À quên, ai muốn em làm gì với chiếc Dior này thì để lại bình luận bên dưới, em sẽ rep và cũng như thực hiện thử thách với mọi người nha. Đừng kêu chạy xuống sông là được. Cảm ơn mọi người, bye bye.